Em Lê Tư xin chào cả nhà mình nha. Không biết là cả nhà mình có tỉnh ngủ chưa hay là vẫn còn đang buồn ngủ. Cả nhà mình có ai biết Lê Tư chưa thì để Lê Tư giới thiệu. Còn nếu không biết rồi thì là Lê Tư sẽ cho qua phần giới thiệu nha. Thôi mình cũng giới thiệu sơ đi ha. Tại vì cho mình cứ 10 phút thôi. Lê Tư thì năm nay 54 tuổi. Lê Tư thì đang sinh sống làm việc tại Sài Gòn đó mọi người. Mình lên làm kế toán công ty du lịch nha. Và công việc của mình chính thì làm du lịch, nhưng tại vì mình cũng tìm hiểu về mình cũng vào Ruby hơn năm rồi, nhưng mà mình cũng tìm hiểu về sức khỏe thôi, cũng chưa có thời gian kinh doanh nhiều. Cho nên là khi mà mình biết đến cái nguồn nước bia là do cái đợt dịch Covid đó mọi người, dịch Covid-19 đó, thì mình cũng có uống cái nước mà mình mua nước nước đóng chai của Fujiwa đó. Thì mình thấy cái thương hiệu cũng khá tốt, nhưng mà uống thì cũng khá là ổn. Xong đến lúc mà nói chung là thời gian gần đây đó, cách đây vài tháng đó, thì mình bị cái nóng rát bao tử mọi người. Thì mình vô tình mình vào được cái Zoom mà của thứ sáu, tối thứ sáu của bên thế giới lọc nước đó. Thì rất là hay, thì may quá mình gặp đại tá, bác sĩ, thạc sĩ, thấy biển à. Để Lê Thi xin giới thiệu luôn, quê có người ở quê. Lê Thi thì sinh ra và lớn lên là tại Vĩnh Phúc á mọi người, quê gốc thì ở Vĩnh Phúc, nhưng mà khi mà mình học hết cấp 3 đó thì là mình đi vào Sài Gòn. Tại vì bố và Lê Thi là được điều động vào trong miền Nam để còn thành lập cái công ty thương nghiệp á, cho nên là gia đình rời vào đây đó. Thì bố Lê Thi thành lập thương nghiệp ở trên Đà Lạt á. Với lại xong xuống Bảo Lộc, thế là về hưu ở Bảo Lộc. Nhưng mà Lê Tư không thích sống Bảo Lộc tại vì nó buồn đó. Lê Tư thích náo nhiệt hơn, thì lên Tư xuống Sài Gòn đó. Thì nguyên nhân là Lê Tư thì xuống Sài Gòn thì lập gia đình ở Sài Gòn luôn, nói chung là bị trai Sài Gòn nó dụ mọi người. Cho nên là thôi lập ở đây thì cho nên rất là nhiều quê đó. Thì hiện tại mình vẫn đang sinh sống ở đây. Mình thì ở quận Phú Nhuận nha, ở Trần Huy Liệu quận Phú Nhuận. Nếu mà ai ở gần nhà mình thì mời đến nhà Lê Tư ghé trải nghiệm rất tốt luôn nha. Rồi thì cái lúc mà Lê Tư biết nước bia mọi người, nó rất là nói chung là cũng tìm hiểu để còn bảo vệ sức khỏe, tại mình cũng là người chăm sóc sức khỏe á, mình cũng có tuổi á mọi người, cũng có nhiều rất là nhiều vấn đề bệnh tật nó đến á. Cho nên khi mà mình biết được là trong đó Ruby có cái là hàng lọc nước, lúc đó mình mới giật mình mới quay vào mình tìm hiểu. Tại vì thực ra nước ở Hàn Quốc thì nhà mình cũng biết lâu rồi, ông chồng mình đi tour, nói chung là ông là hướng đi nước ngoài á, thành ra ông cũng hay đi mang nước lại cho mình lắm. Sau khi mà mình biết được trên đường Ruby có thì mình tìm hiểu là liền luôn. Ở xa cũng ghé được luôn nha cả nhà. Thì khi mà mình tìm hiểu mình biết được ấy, thì mình cũng mua ngay trong nhà mình cái máy máy Vortex các mọi người. Mình kể cái chương trình mà mình đi đến cái máy bi, nó rất là buồn cười luôn. Thì khi mà được cái máy Vortex rồi á, thì cả nhà mình nó uống ai uống vỡ hòa ra luôn đó mọi người. Nước nó rất là ngon luôn, nó ngon mà nó mát lạnh luôn. Mát thì mát lạnh mà nước nóng thì con mình nó hay ăn 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 mì tôm, mới nhiều khi vội á ăn mì tôm sau đó là pha trà uống sữa đều làm được hết, nên là ai cũng thích mà rất là mê rồi. Sau đó mình bỏ ngay cái bình thủy, không có nấu nước nữa, tại vì mình cũng tìm hiểu bình thủy rồi nấu nước rồi này kia mình thấy rất là sợ, cho nên là mình không nấu nữa và mình bắt đầu uống nước vô tích không. Rất là ngon, rất là tuyệt vời. Khi mà trải nghiệm cái tuần đầu tiên thì cảm giác là nó nhẹ hẳn cái bao tử mọi người. Bao tử nó không còn nóng rát nữa, và hai vợ chồng đều dùng, con đều dùng, ai cũng thích. Nhưng đến hôm mà Lê Tư mới thấy học được cái máy nước bi, thế là thích quá, ngày kiểu như ngày đêm mất ngủ tương tư về cái máy bi luôn á. Thế là quyết tâm mà suy nghĩ cân nhắc đắn đo bản thân mình. Trước khi mua cái máy bi mình cũng tìm hiểu rất là nhiều những cái loại máy, mà xong bắt đầu mình mới nghĩ là cái máy trên đầu bi này nó lạ quá, nó có cái giấy FDA Hoa Kỳ, mà cái này rất là quan trọng nha, chứng nhận được là thiết bị y tế mà mình thấy những hãng kia không có. Rồi bắt đầu mình quyết tâm mình sẽ mua cho bằng được cái máy máy bi. Sau khi mình mua cái máy bi về thì mình không có hỏi ông chồng mình. Rồi khi mà mình dứt cái máy bi về ở căn ông đi làm, thế là tự nhiên cái về ông thấy ráp rồi, ông nằm như là ông bất tỉnh trên cái ghế mọi người. Cái trường hợp này cũng giống y như rất là nhiều gia đình, tức là người ta không có niềm tin vào cái máy á, người ta nghĩ là cái máy nó không, không có cái gì thần kỳ lắm. Sau đó bắt đầu ông nằm bất tỉnh như là nguyên buổi chiều luôn á. Cái đến trường là mình mới uống nước bi liên tục, mình không chuyển uống nước bi liên tục, cái gì cũng bi hết. Lấy nước 7.5 thì mình bỏ qua, mình không uống nha, tại vì mình đã uống nước bi của cái máy, mình đã uống nước nước kiềm của cái máy Vortex rồi.
sau đó mình uống luôn lên 800 năm và 900 năm, mình thấy nó cải thiện của mình cực kỳ hiệu quả luôn. Thay vì hôm bữa là mình uống cái máy Gotex nha, thì lúc mà mình mà ăn uống dưa axit hay mình căng thẳng cái gì đó, nó vẫn bị nóng bao tử cho mọi người. Mà cái nóng bao tử của mình nó kinh khủng lắm, nó báo hiệu báo động cho mình mà mình không hề biết luôn. Cái nó bị nổi nốt tất cả cái bàn tay nè, mình phải đi tham gia cái tour detox thải độc nha. Rồi sau đó về nó giảm, nhưng mà lúc mình ăn uống hơi nhiều cái đầu biển một cái đó là bắt đầu nó lại nổi ngứa. Cái mình nó hơi thật nguy nguy hiểm rồi. Cái này như là gan báo động rồi, thận của mình, nếu mà gan với thận là bà con với nhau, nếu như mình không bảo vệ gan coi như thận mình cũng tiêu. Thế là sợ quá chuyển qua máy bi, uống nước hoàn toàn máy bi để cảm nhận như thế nào. Thì rửa ngâm rau củ quả mình cũng lấy này, nước 10 chấm này, ngâm cá, ngâm thịt mình cũng lấy nước 10 chấm để mình loại bỏ cái mùi tanh. Mà rau rau củ quả trái cây, mình hen trái cây, mình sẽ rất là yên tâm khi mà nó loại bỏ tất cả những cái dư lượng thuốc trừ sâu hay là bảo quản trên cái vỏ trái cây, mọi người ăn rất là yên tâm. Với lại mình thấy là nói là uống 2 lít nước hydrogen mỗi ngày thì bằng ăn 1532 quả chuối, rồi 90 bó rau chân vịt, 90 củ cà rốt, rồi 1300 quả táo gì đó. Thế là mình thích quá, mà nói một ngày mình không thể nào ăn nổi những thứ đó vào người, mà mình uống 2 lít nước mình thay đổi, mình uống 2 lít nước là mình nạp đủ rồi. Thế thì tội gì mình không uống, đằng nào cũng uống nước, tại sao không uống nước tốt đó, mà đi uống nước không tốt làm gì. Cho nên mình quyết tâm uống hoàn toàn để mình cảm nhận cái cơ thể của mình thì không còn cái triệu chứng nha. Đầu tiên nha, không cần táo bón nha mọi người, thường dưa axit là sẽ táo bón rất là nhiều nha, không còn táo bón. Rồi thứ hai nữa là không nóng rát bao tử. Thứ ba nữa là mình bị hai hai đêm là mình bị nó quặn cái bụng, nó giống như là mình có uống Miu Tóc rồi mình biết đúng không, nhà mình trong đầu nó bia thì mình thấy là nó có cái triệu chứng nó quặn cái bụng, rồi mình nghĩ ngay là cái vấn đề không có phải là đau bụng về cái gì đâu, không sao rồi đó hết. Và triệu chứng nữa cuối cùng tác động vào cái chân của mình đó mọi người, tại vì mình bị thoát vị đĩa đệm á, thì do hôm bữa mình nghe thì mình thấy bác sĩ Thái Bình nói là dư axit thì nó sẽ bị cái bệnh xương khớp, thì đúng, nó sẽ lấy, cơ thể mình nó rất thông minh, nó lấy canxi từ xương khớp ra đúng không, nó nuôi các cái bộ phận khác. Thì mình thấy y chang luôn, cái gì của mình là có luôn. Rồi khi mình thấy tác động của xương khớp nó làm giật bẻ, tức là người bắt mình thì kêu là cái gì chuột rút đó mọi người, nó co quắp cả hẳn cái ngón chân mình luôn. Xong mình không sợ nha, thì mình nói hôm bữa mình đi có dịp đi 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 bootcamp thì mình có hỏi ngay chủ tịch rồi, thì chủ tịch nói là Bộ Y tế Hàn Quốc có công nhận là nước bi có tác động đến hệ thần kinh cơ xương khớp, cải thiện cho con người rất tốt, cho nên mình hoàn toàn yên tâm, mình không có gì sợ hết. Rồi đó, đó là một cái. Và một câu chuyện nữa, chính bản thân mình, vợ chồng mình hôm 7 tháng 4 thì sinh nhật của mình đó, thì đang ở trên Lâm Đồng, mình đi lên Lâm Đồng thì mình không, mình đi lắp ráp máy, mình đi lắp ráp cái combo đó cho khách, cho nên mình không về được. Thì ông dẫn mình đi ăn bún bò mọi người, vào một cái tiệm rất là sang, rất là đẹp lịch sự nha. Thì ông cẩn thận, ông nói là trụng rau giùm tôi. Thì khi mà bê cái tô bún bò ra thì nhà mình hẹn bún bò ông không ăn, nhưng mà ông vẫn là đưa mình đi ăn cái món mình thích á. Vừa ăn thì rất là ngon luôn, nước rất là thơm luôn. Thì ông nói là ngon hơn những tiệm kia, thế là yên tâm ăn. Mà trong khi đó thì ông mới ăn á, mình ăn hết hai phần tô, đau quặn cái bụng luôn, mà nói tôi chết rồi, chắc chắn là vấn đề ăn đau quặn cái bụng luôn, mọi người không ăn nổi nữa. Thế là mình biết ngay cái vấn đề là bị thực phẩm á. Rồi mình ngưng luôn, quan nó toát mồ hôi luôn, mọi người không ăn nữa, không không ăn nổi. Còn ông thì vẫn ăn hết tô không sao. Đi về nhà một cái ông đau bụng đi tào tháo dí đi dượt luôn. Mình bảo mình nghĩ ngay ra thôi, bây giờ mình nghe cái nước bi đó, uống luôn một ly nước bi thì xong. Ông cũng bị đau bụng đi tiêu chảy, nhưng mà riêng mình thì không bị, mình không đau bụng đi tiêu chảy nữa, mà mình ngưng luôn từ lúc đó. Thì chứng tỏ rằng mình nghĩ, mình đưa ra một kết luận nha, cơ thể sạch mình uống nước bi trong một thời gian cũng là được hơn 1 tháng rồi. Còn chồng mình thì quyết định không uống nước bi, tại vì ông bảo ông uống nước Gotex xem mình uống bi như thế nào. Rồi kết quả mình thấy mình không bị ngộ độc cái thực phẩm mà ông thì bị nha, chứng tỏ là cơ thể sạch. Khi mình ăn những cái đồ bẩn vào mà có vấn đề, nó tiếp cận, nó phản ứng ngay mọi người, phản ứng ngay lập tức. Còn như ảnh thì cũng bị, nhưng mà lại cơ thể ảnh là nó chưa có sạch, cho nên là nó tiếp cận vào nó cũng là bình thường. Nhưng mà ông về ông sẽ bị đau bụng đi tiêu chảy đó. Mình thấy hai cái rất là khác khác biệt nhau, cho nên khi mà mình làm gì mình cũng dùng cái nước bi, mình cũng quay video, mình làm rất là tự nhiên, không cần phải quá sao chốt đâu mọi người. Ăn uống hay làm cái gì uống nước bi hết, tức là mình làm nhiều cái video
thì khi bạn bè xung quanh mình mới thấy mình dùng bộ bạn dùng cái máy gì mà nhà bạn nước nó màu xanh màu rộng màu vàng nhiều thế, thì lúc đó thì họ mới quan tâm thì mình chia sẻ cho họ, và tất cả những người ở gần thì mình cũng chia sẻ nước cho họ dùng á mọi người. Đấy thì họ, cái cách của Lê Tư dùng á thì Lê Tư cảm nhận nếu như đứng ở một góc độ là người tiêu dùng thì mình thấy cái sản phẩm này, cái máy lọc nước bi này nó quá tuyệt vời mọi người, mình không biết kêu nó tên gì, thì nói chung là mình kêu nó là cái máy hạnh phúc đi để cho nó phù hợp đó, nó quá tuyệt vời luôn. Thì khi mà mình dùng xong thì mình nói nếu như ai mà có cơ hội mà được biết đến máy bi á thì nên tìm hiểu và dùng cái máy bi, tại vì nếu mình không dùng ngày nào mình cũng uống cái nó bẩn vô, nó dư axit, nó rất là nhiều bệnh, rất là nhiều tật. Mà những người xung quanh của Lý Tư những cùng tuổi nhé, 3 năm nay á, mình thấy toàn những người ra đi về những cái bệnh tật thôi, mà riêng bản thân mình phải biết ơn vũ trụ đã giúp cho mình biết được cái máy bi và mình đã được có cơ hội để mình dùng máy bi, mình rất là mang ơn, rất là biết ơn thế giới lọc nước đã cho mình biết đến một cái dòng máy rất là tốt, biết đến anh Lê Văn Giang đã đưa về cho mình cái đã đưa về cho Việt Nam mình những cái sản phẩm rất là tốt để cho bà con mình có cơ hội được dùng cái nước tốt đó mọi người. Chứ thực ra cái nước bi ở trên ở cái máy trên thị trường nó nhiều lắm, mà toàn mua chúng những cái máy mà acid không thôi, chứ không có ai phân tích, mà không ai dạy, không ai hướng dẫn cho mình như trên thế giới lòng nước đâu. Mà đội ngũ đào tạo trên thế giới lòng nước thì mình thấy là cực kỳ chuyên sâu mà rất là nhiệt tình, hỏi hay là bất cứ cái gì thắc mắc cũng được giải đáp, cũng được chia sẻ, cũng được hỗ trợ. Thôi thì đến đây thì mình cũng chia sẻ, mình sợ mình bị lố giờ đó, hơi cả đồng cho mình cứ phải làm mất thôi, nếu mà nói bi thì nói cả ngày luôn. Thì mình xin phép cảm ơn Trần Hùng nha, mình cảm ơn cả nhà, cảm ơn Dương là đã lắng nghe mình chia sẻ nha.